Trong dòng xe cơ bắp của Honda, các dòng xe VTX Series luôn được xem là sự lựa chọn hàng đầu cho ai thích sở hữu những dòng xe hầm hố, cá tính. Từ mẫu concept mang tên Zodia, được trình làng lần đầu tiên tại Tokyo Motor Show năm 1995, Honda đã khiến các tín đồ không khỏi dạo dực khi tung ra phiên bản thương mại VTX 1800 vào năm 2002. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, VTX 1800 khiến người cầm lái không khỏi choáng ngợp khi sở hữu vóc dáng khá đồ sộ. Tuy không có sở hữu cặp đèn kiểu hình mũ võ sĩ, không có động cơ V6 đồ sộ như Vasky Raygun, nhưng chiếc xe này vẫn toát lên vẻ cuốn hút với một loạt các chi tiết trên xe được mạ inox chrome bóng loáng. Có thể nói, VTX 1800 mang đậm phong cách thiết kế của những chiếc xe cruise cổ điển kiểu Mỹ. Chi tiết thể hiện rõ nét điều đó chính là cụm đèn pha phía trước có kiểu dáng như những chiếc sô đô cổ điển mà hiện nay đang được hậu duệ của VTX 1800 là Honda Fury kế thừa. Vẻ đẹp mềm mại của đèn pha phối hợp với cụm tay lái bành ra hai bên, kết hợp hệ thống giảm sóc upside down có đường kính 45mm toát lên vẻ chắc chắn. Một chi tiết thể hiện vẻ cổ điển trong thiết kế của VTX 1800 là hệ thống hiển thị trung tâm chỉ có cụm đồng hồ hiển thị tốc độ được bố trí trên cụm tay lái, hệ thống đèn báo xăng, báo nhiệt độ két nước, xi nhan, đèn báo thay dầu nằm trên nắp bình xăng. Nhìn từ bên hông, bình xăng vuốt dài uốn cong mượt mà theo hình chữ S với yên trước khiến chiếc xe toát lên vẻ mềm mại. Thế nhưng, trái ngược với vẻ mềm mại bên trên, phía dưới bình xăng, vẻ gân guốc với cụm động cơ V-Twin được đặt nghiêng góc 52 độ cùng với ống xả đôi đồ sộ khiến cho chiếc xe trông thật vững chãi. VTX 1800 phảng phất chất lạnh lùng kiểu cơ bắp với kết cấu khung sườn chắc chắn, có chiều dài lên tới 2463mm, bộ vành la răng 18 inch, nan xoáy xoắn ốc cũng góp phần không nhỏ vào việc tô điểm vẻ hầm hố của chiếc xe này. Phía đuôi xe, Honda không sử dụng hệ thống chuyển động xích mà sử dụng công nghệ trục đẩy dạng trục các đăng kết hợp với bộ vành la răng 16 inch nhằm tăng sức mạnh của gã khổng lồ này. Toàn bộ hệ thống cần phanh số và để chân đều được mạ inox khiến cho chiếc xe trông bóng bẩy hơn. Anh Hoài Anh được những người chơi xe ở Hà Nội gọi với cái tên là Hoài Dép. Bởi trong anh có hai niềm đam mê, với ô tô thì đó là tình yêu dành cho những chiếc xe dép, còn với mô tô thì đó là những chiếc xe phân khối lớn. Đã mang trong mình niềm đam mê dòng xe phân khối lớn, nên khi được biết chiếc xe VTX 1800F đã được nhập về Sài Gòn, ngay lập tức anh đã nhờ anh em bạn bè kết nối và liên hệ được với chủ sở hữu của chiếc xe. Trải qua rất nhiều những khó khăn, anh đã đưa được chiếc xe ra Hà Nội. Đã là dân chơi mô tô phân khối lớn thì ai cũng biết đến hai từ độ xe. Mua một chiếc xe không chỉ đơn giản là bỏ tiền mua một cái xe không, mà còn phải bỏ ra khá nhiều tiền và nhiều công sức nữa để độ xe. Và với anh Hoài Anh cũng vậy. Một điều khá thú vị là ngay từ lúc 16 tuổi anh đã bắt đầu độ xe. Và chiếc xe độ đầu tiên của anh đó là chiếc xe Delta của Nga. Và ngày hôm nay với chiếc xe VTX 1800 này, vì đã quá yêu tiếng nổ của dòng xe phân khối lớn, nên việc làm đầu tiên của anh là độ lên một đôi bô mới. Để có được đôi bô này cũng không hề đơn giản, vì anh phải đặt mua ở nước ngoài, loại dành riêng biệt cho những dòng xe Honda VTX. Bô được làm bằng thép bóng loáng, tạo cho dáng xe một vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ. Và đặc biệt là những tiếng nổ lớn mà đôi bô này mang lại, nó khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải ấn tượng và phấn khích. Đương nhiên, với một chiếc xe lên đến gần 400kg thì việc độ thêm một chiếc càng chống đổ cũng rất cần thiết, rồi tự lưng dành cho người ngồi sau hay kính chắn gió để tránh áp lực khi điều khiển xe. Theo anh cho biết, tấm kính này vô cùng hữu dụng với anh trong những chuyến đi dài và nhất là những cuộc hành trình lên những vùng núi cao hay lái xe trên những con đường quốc lộ với tốc độ cao.
VTX 1800 sử dụng động cơ V-twin có dung tích 1795cc, làm mát bằng nước, có tỷ số nén 9:1. Động cơ 1800cc này có thể tạo ra 107 mã lực ở 5.000 vòng trên 1 phút. Theo lý thuyết, động cơ VTX 1800 có thể giúp gã khổng lồ này mất 12,3 giây để đạt vận tốc 170 km/h. Tiếng động cơ nổ rất giòn bên tai, khiến người lái không khỏi phấn khích, cắt côn vào số rồi vặn nhẹ tay ga, trái ngược với những gì người lái tưởng tượng. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh chứ không dề dà. Trọng lượng nặng nề của xe dần mất đi, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng. Theo anh Hoài Anh cho biết, những người chơi phân khối lớn, ngoài niềm đam mê dành cho những chiếc xe mạnh mẽ đầy nam tính, họ còn có một niềm đam mê khác, đó chính là những con đường. Họ yêu cảm giác được vi vu trên những cung đường, khi đi thì thẳng tắp hút xa, khi thì uốn lượn theo triển núi để cảm nhận được những làn gió, cảm nhận được không khí của thiên nhiên đất trời. Cũng chính bởi vậy, vào những dịp cuối tuần hay thời gian rảnh rỗi, anh và những người bạn của mình thường tổ chức những chuyến đi xa đến mọi miền của Tổ quốc Việt Nam. Mời quý vị truy cập website www.xevaophongcach.vn để đăng ký nhận quà tặng từ nhà tài trợ Cao Su Mina. Mina, chuyên gia lốp xe ga.